Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và hôm nay là Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực. Và hôm nay là Tùng Nguyễn có duyên ghé qua nhà anh An. Và em cũng cho em hỏi là anh giải giùm em một cái clip là cũng như em hỏi về bé Tường Lam 5 tuổi mà sao thuộc chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Và một điều đặc biệt nữa là bé lại nhớ về tiền kiếp của mình là Nico và biết bao nhiêu người khác lại không nhớ. Và anh cho em hỏi tiếp là cũng như bé đó, có nhiều người nói là Bồ Tát hay là Phật tái sanh, theo như anh là ý nghĩa như vậy đúng hay là sai? Mong anh An giải đáp giúp em và bà con trong và ngoài nước được hiểu thêm ạ. À. Dạ em mời anh. Anh cũng xin chào Tùng Nguyễn miền Tây. Dạ. Và trước khi trả lời cái câu hỏi của em thì cũng xin phép cho anh cũng cầu nguyện các đấng thiêng liêng Dạ. để cho gia hộ hộ trì cho anh trong một cái buổi trả lời những cái bài pháp này. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam mô Diêu Trì Cửu Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Nam mô Tam Giáo Thánh Tọa, Nam mô Tam Chấn Quy Nguyên, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam mô Chư Phật Chư Thánh Chư Thần. Hôm nay thì do một nhân viên em Tùng Nguyễn miền Tây cũng có về đến ngôi gia của con và để chia sẻ về Phật pháp, thì con cũng kính trình lên cho cha mẹ thiêng liêng. Thì trước đây con cũng đã phổ duyên cho bá gia bá tánh, nhưng do nơi cơ chuyển và cha mẹ và thầy tổ cho con một lần nữa bước ra để giao duyên cùng bá gia bá tánh để chia sẻ cho tất cả huynh đệ chúng ta trên bước đường học đạo. Vậy con kính trình lên cho cha mẹ cũng cảm ơn chứng minh mà gia hộ phóng quang cho con để gieo pháp cùng huynh đệ tỷ muội với nhau. Nam mô Cao Đài Thiện Ông Đạo Tát Ma Tát. Nguyễn An cũng xin kính chào kênh Tùng Nguyễn miền Tây và Dạ. xin kính chào tất cả là quý huynh tỷ đệ muội gần xa thân mến. Và trước khi trả lời cái câu hỏi của em về một bé Tường Lam, Dạ. và cũng xin mạn phép cho anh gửi tặng cho em một một đầu bài để dành kỷ niệm ngày hôm nay là anh em chúng ta gặp nhau. Thì cái kênh của em á, anh coi ra thì thấy trước khi mở clip lên thì kênh của em để là người xưa trở lại 3 số 8 đúng không em? Dạ đúng anh. Thì đây là không biết đối với em như thế nào, còn đối với anh đó, đây là một cái tựa đề này, một cái hữu duyên đặc biệt và nó giữa anh em chúng ta gặp hội ngộ ngày hôm nay. Dạ. Và anh cũng vì cái nhân duyên đó mà anh hôm nay muốn tặng cho em để kỷ niệm mà anh em chúng ta, mà cái ý nghĩa của bốn bốn cái câu người xưa trở lại này. Và trước khi để tặng và trả lời cho em, anh cũng muốn hỏi sơ vì cái nhân duyên gì mà ý nghĩa gì mà em lại thích cái từ là bốn câu là người xưa trở lại. Dạ, cũng như là em hồi xưa là em cũng thích những cái câu chuyện xưa hoặc thích những cái tích mà cũng như là Phật Thầy Tây An hay là Bửu Sơn Kỳ Hương hay là những bên Đức Quỳnh Giáo Chủ á, là những cái người xưa cái tích gì cũng như là bên Phật giáo Hoàn Hảo á, là em thích vậy. Tự nhiên cái nhân duyên thì tự nhiên em suy nghĩ trong đầu em mà tự em đặt. Nhưng mà sau một thời gian thì em tính thấy cái tên nó sợ không có phù hợp, rồi mình có bị phạm gì không, thì em mới đổi lại là cái tên Tùng Nguyễn miền Tây. Thì em đổi lại rồi em tưởng là nó đã đổi rồi, thì sau bao nhiêu lần em đổi tới lại thì em đổi không có được, nhưng mà nó vẫn có Tùng Nguyễn miền Tây và nó cũng có là kênh người xưa trở lại 3 số 8. Và em cũng không hiểu gì cái nhân duyên gì luôn, thì em chỉ thấy vậy. Thì nếu mà anh có thấy gì thì anh nói cho em và bà con cô chú bác trong và ngoài nước nghe. Dạ. Rồi, anh sẽ nói cho em nghe.
Đây là một cái hữu duyên. Tại sao mà đã sắp đặt cho em đặt cái tên này là người xưa trở lại mà em lại bỏ đi mà lại không biến mất trên mạng của em mà nó vẫn hiển hữu lên? Rồi đây là một cái nhân duyên nó rất là đặc biệt về trong giữa anh em chúng ta hội ngộ tại thế này, và không riêng gì cả anh em chúng ta mà cả huynh đệ mà coi trên màn ảnh này nữa. Vậy thì cho anh để bước vào để gửi tặng cho em bốn bài thơ, bốn câu này cho em. Đây là kênh của em là Người Xưa Trở Lại. Ba số 8. Có đúng Đúng không? đúng rồi anh. Rồi. Bây giờ anh sẽ viết từ dọc lên xuống nè. Người xưa, đây là phán thủ hen, người xưa trở lại đúng không, đây gọi là phán thủ đó. Tại sao gọi là người xưa? Người chân thiện tánh trí thiên nhiên, xưa được phước tu tịnh đạo thiền, trở gót hiện trần, thời sóng điện lại hoàng nguyên bổn, đạo nhân thiên bây giờ anh sẽ giải từ câu hen. Tại sao ý nghĩa là người xưa là vì cái người xưa đó em bản tánh rất là chân thiệt thật thà và tánh trí thiên nhiên hồn nhiên, không lo tính trước cũng không lo tính sau, sống ngay thực tại, người thật thà chân tánh, cho nên mới gọi là người xưa. Và dưới đây xưa được phước tu tịnh đạo thiền, có nghĩa là cái người xưa được phước là được cho trời ban cho một cái phước mà tu tịnh đạo thiền, là có nghĩa là tu tịnh không có tu như ngày hôm nay, là người xưa là tu thiền định và thân tâm thanh tịnh cho nên mới được phước trời mà tu tịnh và tu tu tịnh đạo thiền. Người xưa không có mà tà ma bị mà quấy rối hoặc là xâm nhập gì, người hồi xưa rất là được phước chỗ đó, cho nên mới gọi là người xưa được phước tu tịnh đạo thiền. Còn dưới đây là trở lại, tức là ngày người nay trở lại là người nay, trở gót hiện trần, trở gót hiện trần đó. Trở gót là trở lại, hiện trần là có mặt tại trần gian ngày hôm nay, em hiểu không, có mặt tại thế ngày hôm nay cho nên hiện trần. Thời sóng điện này là cái thời ngày hôm nay, là gọi theo đạo là điển quang, em tu mà có cái điển quang của trên chiếu xuống, còn gọi theo khoa học á là năng lượng của vũ trụ. Cho nên anh cũng gửi tặng cái bài như thế này: lực vũ trụ siêng tâm tam thể, sóng vô vi
sống vô đi điện não đồ tâm nhãn thần hấp thụ tinh hoa, đường đi nhanh chóng hiệp hòa thất tinh. Đó là thành ra là cái sóng điện này em biết sao, nếu người tu tịnh ngày hôm nay á được đúng đúng theo chánh pháp á, là nó đi vào trong cơ thể là kêu bằng nó nhanh cực kỳ luôn. Cho nên mới gọi là trở gót, là trở lại hiện nay, là người hiện nay mà người hiện nay mà người mà có cái căn duyên, cho nên ngày xưa có căn duyên tu thiện tu tịnh luyện đạo đạo thiền nè, cho nên họ trở lại họ mới có cái căn duyên là đã tu chơn thiện định nhiều kiếp rồi. Cho nên ngày hôm nay là họ phải đi con đường tu chơn đó, họ không vào cái chỗ mà tu mà gõ mõ tụng kinh, hiểu chưa? Cho nên là họ có cái nhân duyên này và có được sắp đặt của trời Phật, cho nên là họ tu không có rơi vào ma đạo, không bị vấn đề đó như cái người mà họ không có cùng quan nghiêng. Vì nói là mới gọi là người xưa trở lại là vậy đó. Đó. Và lại sao? Lại hoàng. Lại hoàng có nghĩa là lại hoàng mà hoàng nguyên bổn. Em biết nguyên bổn này á là bổn lai nguyên tánh đó, là trở lại cái nguyên căn ngày xưa đó. Là tìm lại cái bổn căn mình đó. Cho nên lại hoàng nguyên bổn đạo nhân thiên. Mà đạo nhân thiên này á, tại sao gọi là đạo nhân thiên? Có nghĩa là nhân là người, mà tu là tu thiên đạo. Ngày hôm nay là tí như là cái đạo tự đó em. Cho nên là tu đạo nhân thiên, mà chữ thiên này chính là đạo tự, cho nên mới gọi là thiên đạo. Mà thiên đạo cũng chính là đại đạo, mà đại đạo cũng chính là thiên đạo. Cho nên là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo đều nằm trong thiên đạo mà ra, ngay cả ma đạo cũng không ngoại trừ. Cho nên mới nói là thiên đạo là đại đạo. Đại đạo là thiên đạo, mà thiên đạo là đạo trời. Vì chỗ đó cho nên là đường tu luyện đinh ninh nhớ kỹ, chọn đường tu từ thủy chí chung, một lòng tin ở quyền khung, thầy trên sắp đặt lo chung đạo trời. Nay đã nhớ lại lời đại nguyện, nguyện xuống trần chuyển hóa đạo cao, vì thầy phải đạt đạo màu, vì thầy quyết đạt đạo màu, cho người hiểu rõ chỗ sâu của đạo trời. Đó em thấy không? Cho nên ngày hôm nay thì còn phải đây sơ lược về cái ý nghĩa của người xưa trở lại và ba con số 8 này. Ba con số 8 này thì nó rất là sâu sắc, mà em không biết nguyên do nào mà em đặt lên, nhưng mà nó quyền bí vô trong cực kỳ luôn. Thâm thẳm luôn. Mà sẵn đây thì tôi cũng xin gửi cho tất cả những người tín đồ Câu Đài, ba con số 8 này nó trùng với ba ly rượu mà người tín đạo Câu Đài ngày hôm nay đã cúng, mổ một ly 8 phân. Mà ba ly rượu như vậy nè, ba ly rượu này nó trùng khớp với ba con số 8 của kênh của em là người xưa trở lại là Tùng Nguyễn Miền Tây. Nhưng mà người tín đạo Câu Đài ngày hôm nay thắc mắc, nó không biết mang ý nghĩa gì. Nhưng mà ngày hôm nay hữu duyên của cái kênh của Tùng Nguyễn Miền Tây, người xưa trở lại đến đây, thì sẵn đây tôi cũng xin dạch ra ba con số 8 này và ba ly rượu 8 phân của người đạo Câu Đài này nó mang một ý nghĩa gì, để cho người tín đồ Câu Đài để hiểu được. Vậy bây giờ con số 8 cộng với con số 8 cộng số 8 bằng phải 24 không? Đúng không? Mà 24 này chỉ vào gì? Là 24 giờ. Đúng không? Mà giờ này gọi là giờ gì? Giờ tí. Đó. Mà giờ tí á thì 11 giờ đêm đến 13 giờ, mà lấy 12 giờ 24 này là chánh vị. Có nghĩa là trung tâm của nó chánh vị. Nói về đạo á, cái giờ tí này á thì nói về mà thời đạo thì cái hờ hỗn độn sơ khai chưa có gì trong vũ trụ càn khôn, chỉ có một khí hư vô, và trong cái hư vô nó xuất hiện một vòng kim quang. Và trong vòng kim quang này được gọi là vòng tròn vô cực á. Và trong vòng tròn vô cực này nó xuất hiện ba cái chất khí,
Và chất khí đó là gọi là, một là tiên thiên khí, hai là quyền thạch chi khí, ba là hạo nhiên chi khí. Thì ba chất khí này nó giao nhau cho đến ngày nó đùng đẩy mãnh liệt, nó phản động không dừng, thì nó đổ ra một tiếng thật lớn, nó xuất hiện sanh ra một khối ánh sáng, đó là gọi là khối đại linh quang, mà người ngày hôm nay là tất cả các tôn giáo gọi ngài là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó em. Dạ. Là ngài là ngôi thái cực, là ngài chúa thể của càn khôn vũ trụ đó. Thì ở đây thì anh chỉ sơ lược cái tới cái phần này, còn đối với con người như thế nào, con người vậy đó, về nói về trời, còn con người mà con người tu thiền định đúng vào giờ tí, thì đúng vào giờ tí này á, thì khi mà con người á đến cái giai đoạn mà trên đầu gọi là thiên, đơn điện gọi là địa, thì cái ở cái đơn điện này nó có tụ là hai cái chất khí là gọi âm dương khí, thì họ mới đưa cái chất khí âm dương khí này dòng qua hậu môn và đưa thẳng lên trên óc và đi vô trong não em. Thì ở trong não này, đây là gọi là từ dưới đưa lên, thì cái giờ tí này thì nó đúng vào cái giờ này, thì hậu dương khí ở trên gọi là khí dương, thì phóng xuống niêu cung siêu vô não. Thì hai chất khí này âm và dương lúc này gọi là thiên địa tuần hoàn, mà âm dương giao hợp. Yeah. Thì hai chất khí này á, nó đụng nhau, thì nó đụng nhau nó nổ ra một tiếng gọi là nổ ở đầu em. Thì nổ ở đầu nó sanh ra một cái ánh sáng như vậy, tựa như vậy, mà trong đây nó có viên ngọc này. Thì ánh sáng này á, nhà Phật gọi là gì, gọi là xá lợi tử. Yeah. hay gọi một khắc là mau đi Bổ Châu. Nhà Phật gọi là mau đi Bổ Châu. Nhà Phật gọi là mau đi Bổ Châu, mà nhà tiên gọi là líp mễ quyền châu. Còn nhà thánh gọi là Cũ Khúc Minh Châu. Đó, em thấy đi. Tuy rằng ba cái tôn giáo thánh Phật tiên, nhưng mà đồng về đều về một chỗ điểm một, tuy đang tên gọi khác nhau, cùng một về một điểm, đó là ánh sáng này. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay con người phân chia ra, chia rằng phân ngã ra rằng tôi tu đạo tiên, tôi về tôi không, còn tôi tu đạo Phật, tôi tu đạo thánh, là tôi tu đạo Phật, tôi tu giải thoát, còn đạo tiên không vậy đó. Nhưng mà có giải được hay không, tất cả nó thật lòng mà nói, con người phân chia như thực tế ba nhà Phật thánh tiên đều về một chỗ một, cho nên mới gọi là thánh thì tồn tâm dưỡng tánh, đúng không? Yeah. Tồn tâm dưỡng tánh. Còn tiên á, thì tu tâm luyện tánh, còn Phật thì minh tâm kiến tánh. Thì ba cái đều nằm trong tâm tánh hết tất cả, cho nên chẳng qua ơn trên để sắp Phật thánh tiên, thực tế là ba cái Phật thánh tiên này đều về một nơi giải thoát hết tất cả. Yeah. Con người lại để như ở đây thì tôi chỉ giải thích về cái ngày mà đến lúc này, thì em biết không, cái ánh sáng này á, nó xuất hiện ở trong bộ não, nó mới chiếu vào quyền quang khiếu. Lúc này nó chiếu vào quyền quang khiếu thì nó mở ra một cánh cửa. Mở ra cánh cửa này, cho nên mới chiếu thẳng vào ánh sáng này, chiếu thẳng vào càn khôn vũ trụ và tam thập lục thiên, tam thiên thế giới. Y như ánh sáng mà ngày xưa Đức Phật á, chiếu thẳng vào tam thập lục thiên, tam thiên thế giới là vậy. Dạ. Cho nên đến giai đoạn này nhà Phật gọi là đắc đạo, đột pháp. Dạ. Nhưng mà bà Bát Nương nói chưa gọi là phải gọi là đắc pháp, vì lúc này nó sẽ xuất hiện ra một người đó là chính là nguyên thần của ta, đi theo cái đường ánh sáng này mà đi thẳng lên nơi nào mà thấy muốn tới thì người ta đến tới đó. Mà nói cho em biết là cái ánh sáng này mà khi nó xuất hiện ra rồi á,
thì á, thần khinh quỷ khiếp. Cho nên cái người ta thường thường người ta nói là ráng tu cho thần khinh quỷ khiếp là đến giai đoạn này nè. Yeah. Cái ánh sáng này nó không, ma không dám lại gần, thần phải sợ. Yeah. Mà muốn đột, muốn gặp, muốn đột được đạt chỗ này á, thì phải nói là dài dặn công phu dữ dằn, mà phải đúng chánh pháp. Và riêng về đạo Câu Đài thì có cũng cũng có bài kinh như vậy nè: phá nhất khiếu chi quyền quang. Thì phá cái khiếu này nè, phá một khiếu quyền quang, chi quyền quang nè, phá nhất khiếu là chi quyền quang, là một khiếu chi quyền quang. Tánh hiệp vô di, tánh là tiếng là tánh là chân thần, mà hiệp vô di tức là sức chân thần đi thẳng vào trong vô di á. Cho nên cái bài kinh nó ra mà của cả đạo Câu Đài á là phá nhất khiếu chi quyền quang, nó nằm trong bí pháp. Như vậy em thấy con số 8, ba con số 8 này á, nó thật là quyền diệu hơn đó. Bây giờ anh, tại vì tấm bảng nhỏ quá, xin dạ. Đó là về nói cái giờ, còn nói về là bắt quái á, đó là nói giờ, còn nói về bắt quái á, thì con số 8 này á, là nó nằm vào bắt quái, mà thuộc về 8 cung là càn khảm cấn chánh tốn ly không đời, mà nên gọi là bắt quái. Cho nên là cộng lại hai con số 4 nè đó. Mà con số 2 này khi sanh ra là có ngôi thái cực, thì con số 2, 1 sanh 2 thì 2 này nó vốn là nó thể hiện cho lưỡng nghi. Số 2 là lưỡng nghi. Yeah. Số 2 là lưỡng nghi. Còn số 4 này thì 2 sanh 4 là nó thể hiện cho là tứ tượng. Và tứ tượng nó bằng ra gì? Nó sanh ra gì? Là số 8 là bát quái, phải nó trở về số 8 không? Đúng không? Dạ. Đó, ý nghĩa vô cùng không? Đó. Và con đây là nói về, còn nói về quẻ số 2 và số 4 á. Số 2 và số 4 thì nó thuộc về là quẻ. Nó thuộc về khỏe là trạch loi tỳ. Đây là đây vào nó dính vào kinh dịch luôn hen, chứ phải giỡn. Trạch loi tỳ thì trạch loi tỳ này nó tượng trưng cho gì, nó thể hiện cái gì? Nó tượng trưng cho là sự chuyển động không ngừng nghỉ, sự chuyển động không ngừng nghỉ, động không ngừng nghỉ, ngừng nghỉ. Sự chuyển động không ngừng nghỉ. Và tách con số 2 này ra, tách con số 2 này ra thì nó thuộc về là trạch đòi, quẻ trạch đòi. Cái này nó qua kinh dịch luôn hả anh? Qua kinh dịch luôn. Nó giảng cả, đi sâu vào trong bí pháp tu luyện đạo, và nó nằm trong cái mà trong cái khai thiên địa luôn nữa, mà nó đi vào kinh dịch luôn nữa. Dạ. Quẻ trạch đòi. Thì quẻ tịnh đòi này, quẻ tịnh đòi này nó thể hiện cho sự đẹp đẽ, đẹp đẽ. Còn con số 4 này á, nó là thuộc về quẻ lôi trắng. Nó thể hiện cho sự là mạnh mẽ, tinh tấn, dũng mãnh. Đó, em thấy không? Ý nghĩa rất là tuyệt vời không? Dạ. Tuyệt vời. Yeah. Thôi giờ vậy ha, thôi thì em thấy như vậy theo cái lời anh tặng cho em và anh giải nghĩa về cái bốn cái câu là người xưa trở lại và bốn số 8 này, em thấy như thế nào? Cũng như theo cá nhân em thấy anh An giải cái chữ mà người xưa trở lại á, chứ không có nói em nha, cái tên á. À. Thì em rất là hay và sâu sắc, và em thật sự là em cũng không thể nào mà rời mắt cái lúc mà anh đã giải những cái câu rất là hay và rất là hấp dẫn. Và em cũng thật sự là em cũng không có đủ trình độ để em nghe và hiểu cái này, nhưng mà em thấy là rất là hay và sâu sắc. Nói dạ. Chung cái này thì là nó nằm trong cái tự tánh của anh. Dạ. Không có nằm trong kinh sách gì hết cả. Đó. Cho nên là thật ra là bốn cái câu này và ba số 8 này, sao mà anh nói, sao mà em đến anh, sao mà ăn kênh này, nó phải là nó
kỳ duyên hỏi ngộ, mang chữ người xưa trở lại. Dạ. Mà tại sao mà ngày hôm nay em xóa không được mà em lại gặp anh ngày hôm nay? Phải là em thấy là phải nói là có tâm linh không? Dạ, đúng. Kỳ diệu không? Dạ. Thôi giờ vậy ha, ngày tới khoảng này thì mình tặng cái bài này thì mình xin làm chấm hết lời này rồi mình sẽ đi vào cái đề tài và câu hỏi của em hỏi ha. Dạ. Xong rồi thì Quân An có giải nghĩa một cái đề tài của cái kênh của em như vậy thì cái cảm nghĩ của em như thế nào? Cái cảm nghĩ của em thật sự là em rất phục anh An. Và cái câu giải nghĩa này thì em chưa thấy ai giải nghĩa được. Và không biết sao mà trong đầu anh An lại xuất hiện và giải nghĩa giống như là một người kinh dịch chuyên nghiệp cho anh An. có lẽ là nhờ cha mẹ thiên trên với thầy tổ cũng soi sáng. Chứ tập thể cái việc phải mình cũng phải nhờ cha mẹ thiên lên chứ không có chứ ngày hôm nay nó thật lòng em với người tu học ngày hôm nay nếu mà không biết kính trọng cha mẹ thiêng liêng và thầy tổ thì đường tu học cũng khó mà thịt đạt thành lắm. Dạ. Cho nên cho mình phải nhớ ơn cha mẹ thiêng và thầy tổ. Thấy không em? Dù mình giỏi cái nào đó mình phải kính trọng cha mẹ thiêng. Nhưng mà anh An cho em hỏi thêm là sao em thấy trong đầu anh tự nhiên ra những cái chữ đó rất là nhanh mà sao mà có nghĩa là trong đầu anh nghĩ là nhanh như vậy mà tự nhiên anh lại dịch cái đó ra mà nó lôi qua, nó qua kinh dịch luôn, em cũng không nói, hiểu được. Nói thật lòng em chứ là dạ. khi em chưa đến với anh á thì cái đầu anh trống rỗng, mà khi em đặt cái câu hỏi á thì nó nhớ cái đó mà nó hiện ra, anh không biết như nào. Chứ thật tình là cũng này cũng thưa thiệt cho tất cả quý quân tỷ đường xa, thực tế mấy năm nay, vài năm nay là anh hình như là cái đầu óc anh là tuy rằng chạy cầm xe chở cho vợ mình đi bán, chứ thực tế là trong đầu anh lúc nào toàn là cứ nghĩ cái đạo pháp không, chứ không có ngoài cái đó, không có còn nghĩ gì hết trên thế gian hết. Cho nên chắc có lẽ là vì chỗ đó, chắc có lẽ là thì thôi để nói đại khái cho em nghe thì có nghĩa là chắc có được cái ân duyên ân hồng của cha mẹ đi cho nên mình đứa con mình ráng tu học cái gì đó thì nên về đi ha, chứ còn biết trả lời sao giờ. Dạ. Vậy là hôm nay cái kênh Tùng Nguyễn đến với Quân An, lại Quân An tặng cho cái kênh Tùng Nguyễn một bài pháp nè, rồi còn giải ra là 3 con số 8 để kính tặng cho cái kênh của Tùng Nguyễn nghe. Vậy cũng chúc Tùng Nguyễn cũng con đường mà cũng như là quay clip cũng cho có những cái người mà muốn tu tập đó thì cứ vào trong kênh của Tùng Nguyễn mà xem nha. Dạ thì trước tiên thì em cũng cảm ơn anh An và cũng cảm ơn chị rất là nhiều, thì có cái cơ duyên thì anh em mới gặp nhau và ngồi ở đây. Nhưng mà thật sự ra thì anh giải nghĩa thì em cũng tưởng anh giải như mấy cái người kia thôi. Em cũng ngồi thôi, nhưng mà thật sự lúc em quay á, thì em cũng không có biết mệt nổi. Tại vì những cái câu từ của anh nói em nghe nó lạ và rất là hay và thuyết phục. Và em cũng không chập mắt được luôn. Thì một lần nữa thì em cũng chúc anh là có sức khỏe và làm ăn thì nó cũng được. Và tích cực được đạo pháp thì anh cũng thành công đến cái đích của mình rất là nhanh. Dạ. Rồi anh cũng cảm ơn em. Dạ. Thôi bây giờ thì anh em chúng ta vô cái đề chính đi. Tại vì anh muốn tất cả khi anh đã nói với em là anh em mình ngày hôm nay mới gặp nhau lần đầu là cũng là cái duyên 4 câu đó. Thành ra anh muốn để cho cái 4 câu này để kỷ niệm trong cái kênh của em. Và thứ hai nó người ta lật kênh của em lên coi thì người ta đều thấu có nó nằm ở trên cái đầu của bài cái clip, cho nên nó muốn đầy ý nghĩa. Thôi bây giờ xin dừng cái này lại ha, tiếp tục câu hỏi của em. Xin hỏi em hỏi lại cái câu hỏi của em nãy. Dạ, anh An cho em hỏi là cũng như bé Tường Lam 5 tuổi mà tại sao lạ mà em thấy là bé Tường Lam là thuộc chú Đại Bi và chú Lan Nghiêm. Và một điều đặc biệt nữa là bé Tường Lam lại nhớ cái tiền kiếp của mình là Nico. Thì em mong anh giải đáp em và bà con, cô chú bác trong và ngoài nước hiểu. Dạ, em mời anh ạ. Rồi, anh đã nghe câu hỏi của em. Nói thật lòng mà nói á, thì
Nói đúng ra thì cái này là bấy lâu nay em bé này á thì đã là nó đã chấn động trên mạng rất nhiều, và anh thì anh cũng không xen vào, anh cũng không xen vào những việc của ai, nhưng mà ngày hôm nay gặp em là do cái duyên của em khởi, cho nên là anh sẽ trả lời do nơi duyên khởi mà sanh pháp, cho nên hôm nay anh sẽ trả lời cho em. Thì trước khi trả lời vô cái đề bài của em bé Thường Lam này, tại sao mà em lại là mới 4 năm tuổi mà em thuộc cái chú Đại Bi? Mà cái chú Đại Bi này thật lòng cả như là người lớn mà muốn học có 3 tháng chưa chắc học thuộc nữa, mà em chưa học một chữ nào nữa. Điều đó làm cho người ta rất là lạ lùng, kỳ lạ, đúng không? Là nó thứ hai đó, tại sao em lại nhớ cái tiền kiếp của em là theo kênh của mà Độc Lạc Dương đã quay, là đã hỏi em là em vậy con có nhớ kiếp cô con là ai không? Thì bé mới trả lời lại, dạ kiếp trước của con là một ni cô. Đó chính là cái câu hỏi này nó nằm trùng khớp với câu mà Độc Lạc Dương hỏi bé, và cũng trùng khớp chung của lời cổ hệ của em. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ, vì cái nhân duyên này tôi sẽ chia sẻ, cho nên là mong rằng là để cho chúng ta khai thác vô và tìm hiểu để sự thật nó như thế nào, qua sự là học đạo và hiểu biết của anh. Nếu có gì thì cũng kính mong tất cả huynh đệ hoặc các tôn giáo cũng quan hệ cho. Và trước khi mà muốn đi sâu vào vấn đề này, mà muốn tìm mà nói cho đúng á, là em bé này á, kỳ lạ này á, thì thật ra chỉ có hai hạng người. Là nói về chính xác, một là hạng người nào? Thứ nhất là cái hạng người đó là tu á, phải đạt được cho được là thần túc thông. Tức là người đặt vào hàng thần túc thông á, thì soi thấy được vô lượng kiếp của mình và vô lượng kiếp của người khác. Tất nhiên là loại hạng người này không nói lên không gì sai một tí nào. Và hạng người thứ hai là người tu đó phải chứng đạo là bồ đề đạo tâm, là tất nhiên là phải có trí bát nhã ba la mật đa, và cộng thêm nữa là người đó phải đi trong cái cơ của cha. Cơ đó là cái đi. Cơ có nghĩa là trong cái cơ biến thiên tới đây đó như thế nào, và những người đó là gọi đi trong cái cơ của cha mẹ và tam giáo tòa. Cho nên bé này sanh lên đây nằm trong cái cơ đó, cho nên người có trí bát nhã ba la mật đó và phải đi trong cái cơ của cha mẹ mới biết. Cho nên vì nhân duyên của em ngày hôm nay thì tôi cũng xin nói cho mọi người để âm tường chỗ này. Và bây giờ trả lời cho em, vì sao mà bé này lại là bé đã trả lời em có hỏi anh là người, nhiều người cho là bé là Bồ Tát Phật, là tái thế, đúng không? Đúng rồi. Nhưng anh trả lời với em rằng là bé này là một ni cô. Chính bé đã nói rằng, thường thường người ta nói con nít thì nói không bao giờ mà nói dối. Bé đã nói rằng bé là Nico trở lại. Và câu trả lời anh trả lời cho mọi người, bé chính là một Nico trở lại. Nhưng mà nếu trả là khơ khơ vậy thì làm sao mà để người ta nghe ta phục được, đúng không? Thành ra mình phải có một cái giải bài gì đó nói đi sau. Và trước khi đi vào vấn đề này á, thì tôi sẽ xin là kể lại một đấng giáo chủ mà đã chứng nghiệm, mà ngài nói đó là chính là đấng giáo chủ, đó chính là Đức Hộ Pháp giáo chủ đạo Cao Đài. Mà ngài khi ngài còn tại thế á, ngài xuất chân thần về trên cõi thiêng liêng còn sống cho đó. Và ngài xuất chân thần về trển, kinh sách ngày hôm nay vẫn còn để lại là con đường thiêng liêng hằng sống đó. Và ngài xuất chân thần về trển thì ngài xuất chi để ngài đưa tất cả các mà người tín đồ của Cao Đài, mà những người đã quy vị quy thiên á, để đưa họ về nơi cực lạc.
Thì khi mà Đức Tôn Sư Hộ Pháp sức chân thần, sức nguyên thần về trển, thì dẫn một cái đoàn là người tín đồ của Đài, là những người đã quy thiên ấy, để vào cửa cực lạc. Thì ngài, khi ngài đi về trên đó thì ngài, thì ngài đến nơi Ngọc Hư Cung để nhận sắc lệnh của cha Thượng Đế và Tam Giáo Tòa. Để chi không? Để được sắc chỉ mới mới đến Tây Phương mở mở cực lạc. Thì ngài đi đến cửa Tây Phương cực lạc, thì cái điều này anh nói ra thì nó nằm trong cái quyền di ở trên cõi Thiên Liên ha. Cho nên nếu không nói rõ ra thì khó ai mà hiểu được cái em bé này. Thì ngài vừa đến cửa cực lạc, thì cái cửa cực lạc á, cửa cực lạc quốc, cửa cực lạc quốc thì nó có một cái chữ dạng ở trên, mà chữ dạng này nó quay cực kỳ không thể nào lẻ, và cửa cực lạc này có một vị đứng trấn giữ cửa đó. Thì cái vị này, thì Đức Tôn Sư Hộ Pháp mới hỏi chứ cái vị đó, quen cái vị đó mà hỏi chứ huynh về đây hồi nào. Thì cái vị đó mới nói tôi về trước để tôi rước tất cả, trước ngài và tất cả các vị. Nhưng thực tế là ngài còn sống ở dưới, nhưng ngài nói ngài về là ngài về bằng cái nguyên thần á, em hiểu không? Về đại nước á, Đức á, về bằng nguyên thần á. Bởi vì Đức Hộ Pháp ngài mới gặp ngài vậy đó, ngài mới sừng sững, ngài nói ủa huynh về đây hồi nào. Nhưng thực tế về bằng nguyên thần. Nguyên thần mà cũng như du di ha. Đúng rồi, là sức, có nghĩa là ta sức ra khỏi xác bất cứ lúc nào á. Thì cái Đức Hộ Pháp mới nhìn ra ngoài á, Đức Hộ Pháp mới thấy là nào là nè Đại Đức nè, Tăng nè, Ni Cô nè, rồi đưa gõ chuông, rồi người tụng, người la, người hét tùm lum. Thì Đức Hộ Pháp mới hỏi cái vị mà đứng trấn cửa đó, tại sao huynh không cho họ vào? Thì cái ngày đó là có tên là ngày Thái Thư Thanh, ngày mới trả lời rằng vậy nè. Ngày đó huynh không nhớ ha. Cái lúc là từ khi mà đạo Phật bị bế từ hầu lúc Lục Tổ Huệ Năng, cho nên người tu thì không thể không về được cực lạc, cho nên là bạo bế từ đó. Cho nên là ngày hôm nay là năm 1926 trời khai đại đạo, hoằng triền tam kỳ phổ độ để độ cho những người hữu duyên để bước vào. Nhưng anh em chúng ta đã độ cho họ mà họ không bước vào. Cho nên ngày hôm nay tuy rằng họ tu á, họ rất là tu, họ không có tội, nhưng mà họ vào cực lạc họ không vào được. Nếu mà để mà cho họ vào thì Ngọc Hư Cung sẽ đệ sẽ bị Ngọc Hư Cung phán tội cho đệ, mà cái lửa của chữ dạng á, cái lửa của chữ dạng sẽ thiêu đốt họ. Thành ra phải để họ ở ngoài đây mà họ chờ cái ngày để tái kiếp lại, để tái kiếp trở lại mà tu nữa đặng mới vào được đó. Cho nên là có nhiều vị đại đức tăng ni mới bức xúc gì không nổi, mới nói vậy là Phật giả vô ngôn, có nghĩa là Phật viết trong kinh sách á, nói tu về cực lạc niết bàn, tại sao mà về ngày hôm nay không vô cực lạc niết bàn được? Cho nên ông Phật này là nói dối, nó Phật giả là Phật nói dối á, vô ngôn là nói dối á. Dám nói vậy đó, nhưng mà thực tế không, Đức Phật không có vô ngôn, không nói dối, nhưng do nơi là kinh sử để lại là nó đã là nó bị lạc chân truyền rồi, bị sửa tất cả, cho nên người ta mới nói là ngày hôm nay là tất cả là tà ma nó xâm nhập vào trong cái Phật pháp á, Phật giáo, hiểu chưa? Thì sửa tất cả hết ráo à đó. Cho nên là tu theo thần tú, không có tu theo huệ năng, không có về được đó, cho nên thất chân truyền. Và đến khi Đức Hộ Pháp á, ngày mới đến khi Đức Pháp ngày mới là ngày hỏi xong, thì ngày mới lấy cái cây giáng ma sử á, là ngày chỉ vào chữ dạng, thì chữ dạng đứng lại, thì các vị này mới ùa theo vô luôn đó, ùa theo vô luôn đó. Vì chỗ đó mà cô bé này á, là tại sao mà nếu mà nói ra, nếu mà không vào, nếu mà cô bé này không vào được cái cực lạc, mà tại sao cô lại biết cái bé này là lại nhớ lại là bé đã biết được cái cõi Tây Phương, đúng không? Và đã từng gặp mẹ Quan Âm, là vì nguyên do thế nào không? Là vì là từ khi mà Đức Hộ Pháp á,
mà ngài khai mở cửa Cực Lạc Quốc á, thì từ đó Ngọc Hư Cung mới là ân xá cho những cái người mà tu mà bị thất chân triệt á, họ về đây họ được quyền vào trong cửa Cực Lạc để du ký, có nghĩa là đi tham quan tất cả công Cực Lạc. Để chi? Để họ tái kiếp trở lại mà họ thấy đó họ đang tu, đang trở về. Đó là ân xá của Ngọc Hư Cung. Dạ. Và những vị này theo anh biết luôn là một Nico này là tái kiếp của em bé Tường Lam này, đã từng vào tham quan trong Cực Lạc Quốc và đã gặp Đức Mẹ Quan Âm. Cho nên Đức Mẹ Quan Âm mới nhắn nhủ bé này rằng là con trở lại trần gian, con ráng tu tinh tấn, thì trong tương lai con là một vị Phật trong tương lai, đúng không? Dạ. Bé đã nói rõ như vậy luôn không? Dạ. Nó y chang luôn, trong cái gì luôn. Và tôi cũng khẳng định rằng bé Tường Lam này không phải là Phật tánh tiên tái thế, mà bé này là một ni cô đã tu kiếp trước vừa rồi mà không vào Cực Lạc tái thế, tái kiếp lại. Cho nên mà một ni cô, một bé Tường Lam này nằm trong chân linh của bé này, nằm trong chính vị hệ ức nguyên nhân bị đọa trần. Cho nên là bé là một Bồ Tát hoặc một vị Phật trong tương lai, nếu bé tu tinh tấn. Lời của bé nói chính xác và Mẹ Quan Âm đã nhắc nhở bé đúng y như khuôn lúc. Dạ. Và theo sự hiểu biết tôi trong trong cái con đường mà tu hộ chân pháp đó. Và như vậy, để sẵn đây cũng nói cho em biết luôn, cho nên là tôi cũng xin đọc lại là Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng giáng cơ trong cửa đạo Cao Đài. Đọc lại cho quý vị nghe. Đức Thích Ca Như Lai, kim viết Cao Đài Tiếng Ông Đại Bồ Tát, chư sơn nghe dạy, vốn từ lục tổ thì Phật giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành, chánh pháp bị nơi thần tú làm cho ra mất chánh giáo, lập riêng pháp lực buộc mối đạo thiền. Ta vì lực lệnh thiên mạng đã ra, cho nên cam để dạy làm cho Phật tông thất chánh có gần 3.000 năm nay. Vì tam kỳ phổ độ thiên địa quần khai nơi Tây Phương Cực Lạc, và Ngọc Hư Cung đã bật chiếu, đã truyền siêu rỗi cho chúng sanh. Trong Phật tông nguyên lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi, tại tăng đồ không kìm chân lý mà hiểu, lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo, ôi thương thay, công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà ta đã đau lòng. Ta đến chẳng phải cứu mình chư tăng mà thôi, vì trong thế hiểm hiếm bậc thần thánh tiên Phật phải đỏ hồng trần, ta đương lo cứu vớt chư tăng chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp tam kỳ phổ độ này là lần chót, phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả lực. Chư sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo, phép hành đạo Phật giáo dường như ra sai hết, tương tự như gần biến tả đạo bàn môn, kỳ truyền đã thất, chư sơn chưa hề biết cái sai ấy do nơi nào. Cứ ôm lực thần tú thì vừa đừng mong mà về Tây Phương, mà cửa Tây Phương vẫn cứ bị đóng, thì có thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với quyền diệu này thì từ đây ta cũng cho chư tăng dùng quyền diệu này mà học hỏi, ngày sau thì đừng đổ tội rằng vì thất học mà thất kỳ truyền. Chư tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa. Đó là lời thánh giáo mà trong đây là đó là Đức Thích Ca đã giáng cơ trong trong thờ Đức Phật Pháp còn tại thế và trong Cao Đài. Yeah. Cho nên ngày hôm nay, cho nên những thưa quý vị thì những lời này rất là chân thật, nếu mà nói ra thì
Thì cái thật thế là cái Phật giáo từ bế ra từ hậu lục tổ Huyền Ân, cho nên người tu thực tế là cái pháp bí pháp nó bị then cài rồi, cho nên người tu không có biết để mà có chìa phá để mở. Cho nên tu thì ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ là các sư tăng trong chùa thì mình nói ra này, nên thực tế thì cũng huynh gì cũng quan hệ cho thực tế là nói bằng hữu gì thôi, chứ thực tế đó nếu nói về là lời dạy của Đức Phật Thích Ca, ngài đã nói sao là lời mà lời của chân lý của Đức Phật tu á, giáo lý của Đức Phật Thích Ca chỉ giáo lý của Đức Phật Thích Ca là chỉ có một tướng, đó là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt. Chúng sanh vì bị cột trói trong dòng ngũ dục nên Như Lai mới thiết xa lìa ngũ dục để cho chúng sanh tự tại mà ăn vui. Chúng sanh vì do tâm vọng chấp mà đời đời trôi lăn trong lục đạo luân hồi nên Như Lai mới dạy là phản vọng quy chơn. Quy chơn là quy vào tâm đây nè, hiểu chưa? Quy chơn dứt hết mê lầm, ra khỏi sanh tử. Giáo pháp của Như Lai là Đức Thích Ca đó chỉ có một vị là vị giải thoát. Tịch diệt là quy về không, không tướng là bản thể của chân như của vạn pháp, là tướng rốt ráo niết bàn. Tịch diệt là nhất thiết trí, là đại trí quy Phật đó, em thấy không? Bởi vì giáo lý của Đức Phật rõ ràng, không có nói phàm phu tục tử, không nói dân gì đi vào chỗ giải thoát. Thôi phần này thì anh cũng sơ lược cho chỗ này, cho nên mong rằng ngày hôm nay thời kỳ này, cho nên những người nào tu á trong thời tam này đó, nếu mà biết hiếu kính cha mẹ thiêng liêng á, là Đức Chí Tôn, Đức Cục Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đức Mẹ Chủ Trì á, là người đó được 50% được hưởng âm văn, còn 50 cho bên mình tu. Còn nếu mà những người mà không có tin tưởng đâu cha mẹ hay đấng đó, thì chư phần thánh tiên Phật không gia hộ được nhiều, cho nên đường tu nó khó lắm, nó khó đạt lắm thôi. Và chỗ này nữa, chẳng những mà Đức Phật Thích Đức Tôn Sư Hộ Pháp mà ngài khai cửa cực lạc, cho nên là ngài còn đóng cửa địa ngục. Sẵn đây tôi nói cho tất cả mọi người, đóng cửa địa ngục tại sao mà em biết năm 70 năm nay á, là con người tại sao mà đâm cha giết mẹ hại chú kêu bằng lỏng ngôn, kêu bằng lõn lưng á. Em biết vì sao không? Vì từ năm 70 năm nay, chính Đức Hộ Pháp cầm cây gián ba sử, ngài đến nơi cửa địa ngục đóng, là có nghĩa là như nè, thả những tội hồn nó lên cho đầu thai để tái kiếp, cho tu gặp trong kỳ này tu để cho họ cứu họ đó. Cho nên đóng là có nghĩa là có nghĩa là xóa bỏ, không cho xuống địa ngục nữa, mà mở ra cái cửa âm quan, cho nên người chết không còn bị giam cầm nữa, mà về nơi âm quan là nơi đó có Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo phổ độ cho chân linh nam, và bà Thất Nương Diêu Trừ Cung độ cho chân linh nữ. Cho nên em thấy đi, ngày hôm nay em thấy những người rất là độc ác, ta nói sao mà ngày hôm nay ma quỷ quá chừng đó, chính là những người đó, là những người từ địa ngục mà Đức Hộ Pháp đã thả khai mở cửa cực lạc cho họ lên đó em. Cho nên ăn xá, nhưng mà cho họ lên để họ tu, nhưng mà tánh nào tật đó, tâm lòng thú cũng vẫn là thú, lên rồi cũng vẫn có tâm thú độc ác hại người, có thể giết cha giết mẹ. Đó là nguyên do đó em. Nguyên do người ngày hôm nay là từ địa ngục mà lên đó, giải phóng đó, và đóng địa ngục, mở tầng thiên trong bài kinh Câu Đài á, là mở cửa trời, khai đường cực lạc, mở đường Tây Phương. Và từ năm 2026 đến nay, Đức Hộ Pháp khai mở đạo Câu Đài, thì chính từ đó là mở khai đường cực lạc, chứ trước đây không có khai. Cho nên ngày hôm nay dù người được ăn xá, thì người trong tôn giáo nào bất luận được ân xá của trơn trên thì vẫn tu là đúng đàng hoàng, biết kính tưởng trơn trên tại Phật thì vẫn vào cửa cực lạc, tại vì cửa cực lạc đã khai mở rồi. Rồi về cái phần này anh sẽ trả lời xong, về khẳng định cho em là bé là một ni cô trở lại, không phải là Phật thánh tiên đó, mà Bồ Tát, là một ni cô trở lại, nhưng mà bé là một tương lai của một vị Bồ Tát và Phật trong tương lai, đúng không? Và đi với vấn đề là tại sao mà bé Tường Lam này mà lại nhớ tất cả mà tiền kiếp của mình, và thuộc tất cả các kinh chú Lân Bi, chú Đại Bi không em?
Yeah. À, em biết, em biết là từ cổ chí kim nghe tới nay thì các vị mà ở trên xuống thế em, mà cho dù có đấng Phật, ngay cả đấng Phật Thích Ca gì nữa, mà khi mà xuống thế rồi thì cũng còn không biết mình là ai nữa. Đừng nói các đấng nào, mà khi Đức Phật Thích Ca thì ai cũng đã biết rồi. Đến khi mà Ngài ở trong cung thì Ngài cũng vẫn vô minh, vẫn ăn thịt ăn cá. Đến khi Ngài ba, hình như là 31 tuổi hay gì đó, là Ngài mới bỏ đi tu, tu mới thành đạo, Ngài mới biết mình là ai. Thì ngay cả Đức Phật Thích Ca còn không biết mình là ai khi xuống thế này, thì tại sao bé Tường Lam này lại được đặc điểm đó? Thì ngày hôm nay, chính ngày mấu chốt này tôi sẽ nói ra cho mọi người hiểu đó. Bé này, Tường Lam này không phải là một đấng nào cao cả mà được cái này. Vì ngày hôm nay bé Tường Lam này á, trước bé Tường Lam trở lại, tái sanh trở lại trong cái thời kỳ gọi là nó đã chuyển quân, nó cái đời này nó sắp hết rồi. Mà trong khi đó em biết không, là trên đang chuyển động đã cứu vớt tất cả 92 ứng nhân, mà ngay cả Phật Thánh Tiên Lâm Phàm để độ cho 92 ứng nhân như vậy, mà Phật Thánh Tiên Lâm Phàm mà cũng phải nhiễm trần, không biết mình là ai nữa, thì nó rất là, phải nói là Phật trên nên cha mẹ trên và các đấng rất là cái bằng là rất là rốt ráo để cứu á. Cho nên vì chỗ đó mà ơn trên cha mẹ thiên á, và trong Tam Giáo Tòa mới cho bé Tường Lam này á, là nhớ lại cái ký ức mà những cái mà bé trước tiên một vị ni cô, thì vị ni cô tất nhiên là sẽ thuộc là kinh chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Yeah. Thì để cho là những cái ký ức này em biết nằm trong đâu, kho chứa trong A Lại Gia Thức nè, nhưng mà các vị không cho cô, không cho bé này nhớ hết tất cả, chỉ nhớ cái chỗ nào là cần thiết các vị cho, là nhớ là như những cái chú đó đó, nhớ chú Đại Bi mà nhớ lại tiền kiếp để chi không em, để là trong thời kỳ này đó, là mục đích của cha mẹ và các đấng để cho em bé này á, một đứa bé này nó nói ra, mà thường thường ta nói con nít thì không giờ nói dối, chứ ngày hôm nay thì con người nhân loại ngày hôm nay họ còn không tin tưởng, ta còn chưa có chấp nhận là có thần Phật nữa, cho nên để đứa bé này nói ra những cái kiếp của mình như vậy, và những cái điều cái cõi trên vậy, để cho cô chúng sanh họ thấy đó mà họ thức tỉnh tu hành. Yeah. Mà em thấy là từ hào bé đã khi mà lộ diện hôm nay, người ta đã vì bé mà thức tỉnh và làm việc thiện biết bao nhiêu chưa đó, vì đó là cái cơ đó, trong cái cơ đó em. Nhưng mà nói cho em biết nè, các vị đang quản lý trong cái bé này nè, là người không, nhiều người lo sợ là tà ma quấy phá em này, chứ thực tế không, đừng lo chuyện đó. Các ngài đang cũng như là đang làm chủ trong cái bé này, cho nên muốn cho em bé này nhớ chỗ nào nhớ, không có gì cho nhớ. Chẳng hạn tôi có một cái người đó mà ở gần tôi không nói tên đâu thôi, là khi nào mà các vị mà muốn cho thấy trong cái thấy cái phần đó thì cho thấy, không cần không, cho nên là bé này cũng nằm thuộc vào các bạn đó quản lý của các trên. Dạ. Thì thôi giờ anh thì cũng giải trình như vậy thì em thấy như thế nào, nó như thế nào là em cứ hỏi tiếp coi chỗ nào là anh cần thiết thì anh sẽ trả lời thêm cho em. Nhưng mà còn theo anh thì những gì mà thắc mắc câu hỏi của em thì anh đã trả lời đã đầy đủ rồi, thì theo em như thế nào? Dạ thưa anh, là cũng như em hỏi thêm là em thấy bé Tường Lam nó nhỏ như vậy nhưng mà nó lại kêu gọi, nhưng mà sau có cái sự ảnh hưởng mà bà con đông đảo người ta chung tay để người ta giúp bà con nghèo, thì theo như anh như vậy là công của con bé Tường Lam tu tập quay trở lại, hay là người ta thấy con bé thông minh dễ thương, cũng như là cái sự dễ thương của một con bé thì người ta sẽ làm theo như anh là giải cái nào đúng cái nào sai vậy nè? Nếu mà nói bé dễ thương thì trên thế gian này bé dễ thương rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà người ta rất là sùng bái em, cũng như là coi em như một vị Bồ Tát. Dạ. Thấy chưa, coi em như một vị Bồ Tát. Mà một đứa bé mà tại sao mà người ta lên thế gian này á, thì đa số người ta còn nhiễm trần, ăn chay chưa được 10 ngày mà bé lại thường chay, người ta khâm phục bé, ta tôn sùng bé như một vị Bồ Tát.
hiểu chưa? Cho nên là những gì bé nói ra là người ta đều kính trọng và người ta nghe, chứ không phải thương. Nếu thương thì trên thế gian này có nhiều bé cũng vẫn mến thương, chứ không phải mà mình mà mình bé từng lớp này. Cho nên là người ta rất là kính trọng trong sọc bé như vậy. Rồi, em nói. Dạ. Dạ thưa anh An, là cho em hỏi là cũng như trong cái clip này anh chia sẻ đạo pháp và cũng chia sẻ về em bé Tường Lam, thì anh chia sẻ như vậy là bên phần du di hay là bên phần hữu hình hoặc phần tâm linh, em có không rành lắm nên cái này đó, cái này thì đã quá rõ rồi. Em nói thật lòng đó, anh đã nói trước cái hai này, nếu người mà không người mà muốn hiểu được bé Tường Lam này á để nói không sai lệch á, thì người đó có hai hạng người. Là người thứ nhất là tu phải đạt được thần túc thông, là thấy được tiền kiếp của mình, vô lượng kiếp mình và lưu vô lượng kiếp của người khác. Và hạng người thứ hai là người đó phải đạt trí bát nhã ba la mật đa và phải nằm trong cái cơ của cha mẹ. Nó thì đã câu hỏi đó anh đã nói rồi mà. Dạ. Cho nên là phần này nó dính vào trong cái vô di và cơ. Hiểu chưa? Dạ. Thì em cũng đồng tình với anh là cái câu anh giải thích hai cái câu đó là không sai. Cũng như cái clip này cũng hơi dài rồi, thì anh có chia sẻ gì bà con cô chú bác trong và ngoài nước thêm không? Em mời anh ạ. Thì thôi giờ thời gian đây thì Hữu Duyên hôm nay thì lên một cái clip này thì cũng không có gì. Thì anh cũng xin gửi lời chúc đến toàn cả là quý bà con cô bác, huynh đệ tỷ muội gần xa, trong cái thời gian này thực tế là mau kính chúc cho mọi người đều giữ được thân tâm thật an lạc và tu hành, và những người nào chưa biết thì phải ráng đi tập tu để thời kỳ này là cha mẹ đang chuyển quá để trong cái thời cuộc này. Cho nên là lời mong mỏi tôi là kính mong tất cả mọi người đều có hướng về đạo pháp, mà để cho mà chỉ cần là tu tròn cái nhân đạo thôi, không cần đi đâu, không cần vào chùa, không có thân gì, tại nhà mà biết tưởng tại Phật và lo làm tròn đạo hiếu cha mẹ, như là bên quả hảo thì gọi tứ ân hiếu nghĩa, cao đài thì tam gọi là tam can ngũ thường tam tòng tứ đức đó. Đó vậy có nghĩa là anh nói trước tiên là phải tu làm người trước rồi mới Phật đúng rồi tiên sao? Làm người trước rồi ai có căn cơ thì muốn tu. Chúng ta là những người, tại vì mình phải khuyến khích là như vậy, thật kỳ tại Phật ân xá là không cần vô chùa, không cần gì, tại nhà mà tu phải kính trọng cha mẹ thiêng liêng và kính trọng ông bà của quyền và những người còn sống, như chẳng hạn như ông bà cha mẹ mình á, là gọi chữ hiếu ấy, phải tròn là gì. Nhưng mà cái đề tài hôm nay em biết là cái đề tài thi ngày hôm nay là đề tài gì không? Là đề tài là nhân nghĩa lễ trí tín đó. Dạ. Cho nên phải tròn nhân đạo. Dạ. Là đây cũng nằm trong cái gì? Trong cái 90, trong cái mà số mà 100 câu đài thì gọi 100 ức quân nhân, là các tôn giáo gọi 96 ức quân nhân. Mà dân lệnh của Đức Phật Mẫu xuống thế gian để dạy đạo cho con người á, mà trước khi đi thì Đức Phật Mẫu ban cho mỗi người là một cái bát bủ đen. Dạ. Mà trong đó là có bát bủ đen, đó là trong cái đó là gọi là bát đức. Mà mẹ nói rằng nếu con nào thiếu một cái đừng về với mẹ. Dạ. Bát đức là gì? Nhân nghĩa lễ trí tín trung hiếu đệ. Đó. Thì cho nên là cái bài thi ngày hôm nay cũng nằm chỗ đó. Dạ. Mới về với cha mẹ. Dạ. Đó. Cũng như anh giải này cũng như khác mọi người là cái dễ dứt mà đến cái khó dứt, mà cái có cũng như cái không, mà cái không cũng như cái có. À. Đúng không anh? À. Dạ. Thì kênh Tùng Nguyễn Miền Tây cũng mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước, và em thực sự là em cảm ơn anh với buổi trao đổi đạo pháp này. Thì em chúc anh sức khỏe, bình an và hẹn cô chú ở clip sau của anh An ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Dạ, dạ. Em chào anh. Dạ.